55 40 520. Rồi. À, chuyển luôn cả cái kia hay là sao? Rồi, hay anh là... cho tiền cái đó. À, chuyển cùng luôn nhé. Rồi, ok. Đây là anh phải lấy cái này này. Trả đây. Tiền loa anh mới cho. Rồi, trả tiền loa. Không nên quên. Vậy là chốt đôi PIS. Đấy. Lại chi. Lấy đôi một. Đôi này. Phạm Công Sơn đúng không? Đúng rồi, chính xác bạn. Cái này bác về bác lấy ốc 10 đồng cháu vậy, giờ cũng không có ốc luôn đây gì. Ốc này họ tháo, cái này là ốc họ treo cáp này. Họ treo á, họ tháo ra. Đấy các bác nhá, súng tiền. Đôi là PAF. Sau một hồi nghe rất là nhiều loại loa. Nghe loa Chasian, nghe rất là nhiều dòng thì đã chốt đôi loa. Đôi loa của PAF. Rất là đẹp. Cực đẹp luôn. Đấy. Ôi giời ơi, thôi tặng cho trai đi. Rượu gì đây? Ôi cảm ơn, đúng rồi, bác thợ. Đấy, bác thợ được trai rồi. Ngon này, để nhìn vào đây, nhìn vào đây. Đấy, đây bác thợ được tặng chai rượu ngon quá. Đi đâu mua được nhiều thế? Lại. Quá ngon luôn này. Và ôm anh Dũng và phụ bác ôm lên này. Được hai chai rượu quá ngon luôn các bác này. À, cảm ơn các khách này. Rượu này là rượu sâm báo. Ngon nhỉ. Xuất của miền Nam. Lót lót cẩn thận nó đi ăn đổ, đi nhanh ăn đổ. Không, vợ ăn được đá. Cái đá nó nhập ý. À đá hả? Đấy nằm anh Dũng ơi, đấy nằm. Anh Dũng ơi lấy tờ giấy nè, tờ giấy lót lên trên nè. Cho bác luôn. Mình mua ở đây một đại chan này. À, một đại chan này hả? Mua đại chan rồi. DX208 mua chưa? DX mua chưa? Sao sao mua DX này là hợp lý? DX này, Dũng này. À, DX bác Dũng mua rồi hả? Vậy là mua nhiều rồi đấy nhỉ? Con mua ở đây. Con mua đây hả? Mấy thứ rồi chứ, tôi không biết chứ. À, cháu thì không nhớ hết tên được. Vĩnh Lộc. Vĩnh Lộc thì cháu đốn nhiều lắm rồi đấy. Ơ, à, kê lên cái xốp xuống để tên trên cái xốp. Đừng để hai cái loa quạ vào nhau. Đấy, để đây đúng rồi. Okay. Đây đâu các bác cái này. Để đây luôn rồi này. Mua cả đôi bà răng. Đôi là bà răng thì chuyển. À có đôi này nhất đâu nhờ, đôi này nhất đâu luôn này. À đôi này bộ ghế được không? Bộ ghế đi. À, bộ ghế đi. Ba người thì cho cái xe 7 chỗ mà đang mới có 3 người đi lo gì. Bây giờ mà đi ngồi bên ôm một chiếc loa. Bây giờ đi về Vĩnh Lộc thì đi hướng nào các bác chỉ đường cho bác đi nó gần. Vĩnh Lộc bây giờ chỉ đi thành phố thôi. Đứng đi đường này ta đang mặt đường cả. 347. Chờ đi đường cũ thôi. Không không đi đường kia đâu. Ra Đông Sơn thì về đúng không? Chịu khó đi một đoạn đường đất một chút đi. Đi khoan về đâu về Đông Sơn. Chịu khó mà đi một đoạn đường đất. Đi gần hơn đi đường mới này. Đi rất xa lắm, đi rất xa lắm. Đi thành phố. Đi đường thông thôi. Đường thông là đi nào? Tí bác bố cho chị chưa? Ra đây rẽ gì? Thôi, cảm ơn các bác nhá. Bác khách đã lấy được hai đôi loa. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Cảm ơn bác khách Vĩnh Lộc nhá. Vâng, chào các bác. Đây là khách quen được bác mua rất là nhiều ủng hộ. Cảm ơn bác rất là nhiều. Tặng được hai chai rượu nữa rồi. Hai chai rượu. Lại còn một chai đang uống rửa. Lại một chai uống rửa nữa. Chở cái rượu sang thì... Lần sau mà xuống mua lại mua bác rượu tiếp nhá. Rồi, cảm ơn bác nhiều nhá. Rồi, cảm ơn các bác. Rồi, chào các bác.